Thưa quý vị, cuốn phim Gravity đứng đầu trong số doanh thu tiền vé trong tuần lễ ra mắt đầu tiên, tin từ Los Angeles, California. Charlie Hunnam đã từ giã không tham gia đóng một cuốn phim nổi tiếng từ cuốn tiểu thuyết 50 Shades of Grey. Lý do chính vì nam tài tử Hunnam đã có những mâu thuẫn với Dakota Johnson, nhân vật chính trong cuốn phim. Trong khi đó, nhà sản xuất phim điện ảnh nhận định Hunnam viện lý do hủy bỏ hợp đồng từ Charlie Hunnam để sang đóng cuốn phim Son of Anarchy. Đúng theo lời dự đoán, cuốn phim Gravity ra mắt vào cuối tuần vừa qua giành được số vé bán được tại Hoa Kỳ và Canada lên đến 44.3 triệu Mỹ Kim, đứng đầu số doanh thu cao nhất trong cuối tuần vừa qua. Gravity dễ dàng vượt qua mặt cuốn phim Captain Phillips do nam tài tử gạo cội Tom Hanks thủ diễn. Gravity, bộ phim khoa học giả tưởng với tổng số doanh thu trên toàn thế giới lên đến 191 triệu Mỹ Kim. Và kính thưa quý vị, nữ danh ca Mariah Carey chính thức thông báo phát hành đĩa CD với tựa đề The Art of Letting Go. Trong thời gian vừa qua, rất bận rộn tập dượt trong các chương trình lưu diễn, vẫn chưa có cơ hội tổ chức và ấn định ngày ấn hành đĩa nhạc mới.